quý vị, học sinh cả nước đã bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè và đây cũng là thời điểm ngành du lịch bận rộn sửa soạn các tour tuyến và thêm điểm mới để phục vụ cho các du khách. Tuy nhiên ở nhiều nơi thì có người làm du lịch lại dựa vào lý do là quá tải hay là khách đông để bán hàng theo kiểu chộp giật, chặt chém. Nhiều dịch vụ bị biến tướng và điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh chung và hiệu quả của du lịch về lâu về dài. Vụ việc đoàn du khách ăn suất bún chả chỉ có 2 miếng chả tại tỉnh Thanh Hóa đã từng dậy sóng cộng đồng mạng với nhiều cuộc tranh cãi. Có ý kiến đồng cảm với nhà hàng khi chi phí thuê ở những điểm du lịch thường đắt đỏ, nhưng đa phần các ý kiến cho rằng 35.000 đồng mà có 2 miếng chả và một đĩa bún nhỏ là đắt. Cũng dễ hiểu, bởi lẽ một suất bún chả có giá 35.000 đồng thông thường ở mọi nơi, kể cả ở những đô thị lớn như Hà Nội thì sẽ như thế này. Còn suất bún chả ở Sầm Sơn thì như thế này. Cộng đồng đã bình luận với nhiều cung bậc. Kể ra 2 miếng chả cắt làm đôi thành 4 miếng trông cho nó đỡ phèn. Sai đúng đắt rẻ thì chưa rõ, nhưng nhiều dân chơi game bún này đang lắc đầu ngao ngán. Nếu theo vật giá này thì suất bún chả tại Hà Nội chắc không dưới 200k. Chuyện suất ăn làm chấn động xã hội và giới ẩm thực cũng diễn ra ngay tại các cơ sở du lịch của thủ đô Hà Nội. Đây là suất cầm sườn một miếng, kèm ít rau và bát nước luộc có giá 120.000 đồng tại Thiên Đường Bảo Sơn, cũng tạo sóng mạnh mẽ trên các diễn đàn mạng xã hội. Thưa quý vị và các bạn, phải nhìn nhận tình trạng chặt chém du khách hiện nay vẫn rất đáng báo động. Mặc dù nhiều địa phương luôn tuyên truyền tới du khách rằng công tác quản lý các dịch vụ du lịch luôn được đặt lên hàng đầu, dán số điện thoại đường dây nóng ở khắp nơi, thế nhưng cũng chỉ giải quyết từng vụ việc khi du khách hoặc báo chí phản ánh, chứ chưa có biện pháp hiệu quả để ngăn chặn từ gốc. Cá biệt, cách xử lý hay giải thích không hợp tình hợp lý trong một vài vụ việc không chỉ gây phản cảm mà còn có khả năng làm mất khách cho cả cơ sở du lịch và ảnh hưởng đến thương hiệu du lịch của địa phương. Việc niêm yết giá công khai là yêu cầu bắt buộc trong kinh doanh du lịch. Tuy nhiên, giá không đi kèm hình ảnh, cơ quan quản lý cũng không có cơ sở xử phạt cơ sở dịch vụ ăn uống. Cho dù ai nhìn có lẽ cũng phải bất bình trước suất bún có vỏn vẹn 2 miếng chả như minh họa như thế này. Vì vậy, cơ sở này chỉ bị phạt hành chính vì niêm yết giá theo văn nói hàng ngày là suất bún với giá 35k thay vì 35.000 đồng. Còn đối với đĩa cơm sườn 120.000 đồng gồm một miếng sườn thì ngành chức năng không có cơ sở để xử phạt. Không những vậy, ông Nguyễn Trung Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức, Hà Nội đã có phát ngôn gây tranh cãi về suất cơm này. Bước đầu địa phương thông tin suất cơm giá 120.000 đồng ở khu Thiên Đường Bảo Sơn là đắt. Đơn giá bán suất cơm này đã được công viên Thiên Đường Bảo Sơn niêm yết công khai, không úp mở, không ép buộc ai mua, Thuận mua vừa bán. Người dùng mạng xã hội có tên Robin bày tỏ, họ không ép ăn nhưng cấm mang đồ ăn uống vào công viên rồi bán giá chát như thế. Có khác gì ép khách phải ăn. Làm du lịch kiểu đó thì khách sợ không trở lại là đúng rồi. Cùng chung quan điểm, người dùng mạng xã hội có tên Nam Đỗ bức xúc. Không cho mang đồ ngoài vào, không cho ra ngoài. Một là nhịn ăn, hai là nhịn tức mà sơi. Vâng, tư tưởng làm du lịch chụp giật, thiếu chuyên nghiệp trong một bộ phận người làm dịch vụ du lịch đang khiến nhiều địa phương phải trả giá. Nếu không khắc phục kịp thời, hành động này về lâu dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch, làm xấu đi bộ mặt văn minh của đất nước. Và hơn hết, các cơ quan chức năng phải có hành động quyết liệt hơn nữa, chế tài và các văn bản quy phạm pháp luật cần phải có các hình thức xử phạt mạnh mẽ hơn nữa để ngăn chặn việc này. Đảo Ngọc Phú Quốc vốn là một điểm đến ưa thích, thân thiện vì cảnh sắc đẹp, dịch vụ thân thiện và đồ ăn ngon trong một thời gian dài. Thế nhưng dịp lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5 vừa qua, đảo Ngọc đã phải nếm vị đắng vì số lượng khách giảm đáng kể. Nhiều khách sạn, resort chuẩn bị chu đáo để đón lượng khách lớn phải ngậm ngùi ế khách. Lý do được đưa ra là trải qua dịch Covid-19, công tác quản lý không tổ chức tốt, dịch vụ ăn uống không đồng bộ và có hiện tượng chặt chém, khiến Phú Quốc và tỉnh Kiên Giang nói chung tụt hạng nhanh chóng. Cụ thể, dịp lễ 30 tháng 4 và mùa 1 tháng 5 năm nay, Kiên Giang ước đón gần 265.000 lượt khách, trong đó thành phố Phú Quốc ước đón gần 113.000 lượt, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Gần như ngay lập tức,
tỉnh Kiên Giang và các ban ngành quản lý du lịch, Hiệp hội Du lịch và Lữ hành của thành phố Phú Quốc đã họp bàn tìm giải pháp khắc phục để thu hút khách trở lại hòn đảo này. Trở lại với câu chuyện về suất cơm sườn ở Thiên Đường Bảo Sơn. Mặc dù không bị xử phạt từ chế tài, nhưng ý thức được sự tẩy chay của đông đảo du khách. Ngay sau vụ việc, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch giải trí Thiên Đường Bảo Sơn đã liên hệ xin lỗi khách hàng, mong tiếp thu thêm các ý kiến đóng góp để cải thiện chất lượng dịch vụ. Đồng thời, theo ghi nhận, thì suất cơm sườn ở đây đã được cải thiện đáng kể với một miếng sườn cỡ lớn, loại rẻ sườn heo, kích thước khoảng 11x6cm, 3 loại rau, gồm cà chua bi, dưa chuột, rau cải xào, một bát canh và một cốc nước ngọt tặng kèm. Có thể thấy, mất bò mới lo làm chuồng là hiện trạng cho thấy sự không đồng bộ, hiệu suất chưa cao của ngành du lịch. Mà chắc chắn thiệt hại đầu tiên sẽ thuộc về những người làm du lịch tại chính địa phương đó. Trong khi mong chờ giải pháp tổng thể về du lịch ở từng địa phương, mỗi người chúng ta cần là du khách thông thái khi chủ động chuẩn bị cho mình một kế hoạch du lịch an toàn, không bị chặt chém. Hy vọng những gợi ý sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn trang bị thêm cho mình những kinh nghiệm khi đi du lịch trong mùa cao điểm này. Bởi mang tính mùa vụ và đã được chuẩn bị từ trước, nên chúng ta cần có thời gian chuẩn bị trước. 1. Là khách sạn và phương tiện di chuyển từ sớm là giải pháp đảm bảo không bị tăng chi phí. 2. Khi sử dụng dịch vụ ăn uống, chúng ta cần chọn các quán niêm yết giá, kèm hình ảnh minh họa thì càng đáng tin cậy. 3. Mỗi địa phương đều có lực lượng thanh tra du lịch và quản lý thị trường để quản lý về giá cả và chất lượng dịch vụ. Chúng ta cần lưu số đường dây nóng của các đơn vị này để được bảo vệ khi cần. 4. Tải và truy vấn, tham khảo thông tin từ ứng dụng du lịch Việt Nam để chọn được những địa điểm, cơ sở uy tín, có liên kết và được quản lý. 5. Không ngại mặc cả, trước khi sử dụng dịch vụ, chúng ta cần tương tác với chủ cơ sở để biết rõ về giá và chất lượng dịch vụ. Ta cần thống nhất về giá trước khi sử dụng dịch vụ. 6. Không đi theo cò dịch vụ du lịch để tránh đội giá, đồng thời ta cũng kiểm soát được các nguy cơ bị chặt chém.